tâm một cuộc đời sự kiện Martin MA300, một dòng đời chính hãng anh em nhé, cho ra một chất âm rất là tuyệt vời. Với cái mẫu đẩy 4 kênh Martin MA300, anh em có thể chơi vô kênh chơi một cặp full 40 và anh thoải mái đúng không ạ. Sử dụng là 80 sò LGV kép mạch Glass H và nặng 45kg em nhé, một dòng đẩy size 3U. Rất là chất lượng đúng không ạ. Em đang chơi trực tiếp. Đó, lấy từ điện thoại em nhé. Lấy nhạc từ điện thoại thôi, không qua một cái thiết bị xử lý âm thanh nào hết. Anh em có thể thấy đây. Đó. Sẽ mở một cái bản nhạc, một cái bản nhạc sự kiện tiếp theo để cho anh em cùng nghe. Đó. Đang lấy từ điện thoại thôi đúng không ạ? Không qua một thiết bị xử lý âm thanh nào hết. Quá đã đúng không ạ? Đang chơi trên mỗi kênh chơi mở quả 40 anh em nhé. Đó, kênh 1, 2 em sẽ chơi quả 40. Ok chưa? 3, 4 sẽ chơi loa 30. Quá phê. Đang chơi trên loa TVK15. Lấy từ điện thoại cắm trực tiếp vào cung đẩy. Đó, không qua cái gì hết đúng không ạ? Đó, và em dùng một cặp jack ca lông link từ cổng AB link sang cổng CD và sẽ chơi ra là 4 loa trên biệt em nhá. Đó, 1, 2 kênh 1, 2 sẽ chơi loa 40, 3, 4 kênh 3, 4 sẽ chơi loa 30. Ok chưa? Chơi không thấm vào đâu anh ạ. Đó, chơi không thấm tiếp vào đâu anh em nhá. Vẫn còn dư rất là nhiều công suất. Từng kênh một này. Đó, kênh 1 ok chưa ạ? Kênh 2 này. Nghe rất là phê. Đèn hơi nháy một chút anh em nhá. Đó. Đèn hơi nháy. Có nhiều bác khách gọi điện khi mua cục đẩy xong hỏi vào là tại sao đèn nó hơi nháy một chút. Với cả nhiều khi nó không nháy đèn. Đó. Bởi vì con này công suất nó quá lớn anh em nhé, chơi nó không thấm vào đâu, loa nhà ta chơi nó không thấm vào đâu ấy. Đó, nó vẫn còn dư rất là nhiều công suất, cho nên là cái đèn tín hiệu của nó chưa thể lên được anh em nhé. Anh em mà căng lên thì nó sẽ ra đèn tín hiệu thôi. Ok chưa?
để này bắt đầu nó mới hơi li ti một chút này, em thấy không, đèn mới nháy li ti một chút này, nhưng mà rất là xịn sò. Thì anh em có nhu cầu mua hàng em gọi trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ạ.